uống hết đi, cho uống hết nào. Uống đi, cho uống hết cho nó hiệu quả. Đây đây. Uống ra, đừng có uống. Uống đi, còn đi mẹ tiền. Nó tông cho gì lấy mẹ. Đấy, uống đi. Bị bông bạc, bị bông bạc. Uống hết đi. Bị bông bạc. Được chưa? Uống hết cái này là nó tỉnh đi mà. Mày làm sao đâu cơ? Cô cho cháu uống cái gì vậy? Cô cho em mày uống một cái mùa đấy. Đây à? Ừ, lấy được. Nó có như này à? Có phải nó đùa thôi à? Đùa cái gì mà đùa, cái thằng này tao đã. Cái này nước lọc cái gì? Cái thằng vớ va vớ vẩn, tao đi lấy nước bùa về lại bảo nước lọc. Nhưng mà đúng không? Tại đúng hay sao? Nhưng mà nhỡ ngoài uống vào có việc gì thì bà chịu trách nhiệm nha. Bà đừng có trách tôi. Mà nó uống vào nó tỉnh, nó tao cam đan mày nó chịu khỏi là khỏi. Không có khỏi được đâu, đừng có uống vào. Mày cấm mồm không? Mày xui tao đi lấy bây giờ mày còn nói gì? Im ngay. Bà vào lôi lại ra đây. Nhưng mà cái này đúng không? Bà cho uống bùa thêm đấy. Mày im mồm không? Mày ơi. Mày im mồm, mày thích ngứa mồm à? Hả? Đi em ra đây. Sao mày đứng ở đây làm gì nữa? Sao con cũng không có cái chân hồng đi? Em giờ người đang uống đây, em uống cái này vào. Cô lấy đấy nước bổ cho em. Uống cái gì mà uống? Uống cái này vào, uống cái này thuốc bổ. Tao không có uống bổ biết. Thuốc bổ đây này, em uống vào thuốc bổ uống trong thôi, uống tí thôi. Không uống. Không, nước trắng này mang cái nước gì về đây không cho cháu uống. Không cho uống. Đừng ngoài em, đừng uống vào. Không uống, con uống. Đẩy mồm. Cởi trói đã uống đi. Uống. Em uống. Uống thuốc bổ này, cái thuốc bổ không uống. Em mới chạy thai, cô đi lấy thuốc bổ về cho uống đi. Cháu không uống với cô. Đưa cho nó cái nước gì xong rồi bây giờ bà lại uống đấy. Cô đi lấy. Cô mồm không? Cô đi lấy. Hả? Cô mồm không? Không. Cháu không mồm. Cô mồm. Thật yêu, thích đánh không? Thôi. Mày có mồm không? Em mồm không? Mày lừa anh em đi. Chồm mồm. Mày kia. Thôi uống đi. Không có ai cái chó mồm. Đây là thuốc cô đi lấy về này, mới sinh thai cô lấy thuốc bổ về cho uống. Uống thì cần một cô đi. Nước gì ở đây xong rồi bọn này nó uống kẹo cho uống đi. Kia để cháu nói. Thì lấy thuốc bổ về cho uống. Không uống. Không uống. Thì bây giờ mọi người bắt em uống cái thuốc gì em biết ở trong đấy có cái gì. Mày lại cho thuốc cô cho. Cái này là nước giải bùa. Nước bùa à? Đợt trước là cô em tập bổ hồi em như này, bây giờ là em phải uống cái này nào? Tốt nhất là mày đi về. Uống này vào là em đi học. Đây, bây giờ em uống này vào em mới tỉnh lại. Tao cũng có uống. Em đi. Cô đi cô làm sao mà để cho nó xuống đây cho nó. Cái này là nước giải bùa. Tin cô nói. Này cô nói nghe này. Ngày trước ý, là cô không biết là cô lâu cầm tiền một thùng cô tiêu. Xong là hại của cô là đi. Thấy chưa? Cô đừng có nói. Anh lấy bùa lấy cháu uống để cháu quay lại với nó bác. Mày có mồm không? Nó mang nước không biết là nước cô lấy đi lên vừa đi lấy cháu không vấy hay là cô lại ấy cho nó. Đây nước này của giờ. Nó mang xuống không? Giờ không đi nha. Giờ không đi em uống mà em. Tao không có uống. Em cái tỉnh này. Mày giờ giờ em ăn theo nó. Tao chả biết. Đấy nha, cô thương mày. Cái này là tình thương phải của yêu. Tao chả đi mày cái đấy từ trước giờ mày toàn nói đây nữa. Em đang nghĩ. Mày nói. Không đi thì cứ uống. Không đi thì cứ uống đi. Tao không có uống. Tốt. Có như là anh thế nhỉ? Cô em ở đây em không tin cô em à? Đấy. Cô đi lấy về cho mẹ có mày không thương cô mà mẹ không tao không biết được cái gì cách cô nghe chưa tao biết được mày đưa cho cô tao xong rồi mày thôi mày đưa này cầm lấy cái này mà cầm lấy ba cầm lấy chưa tỉnh tiền nào đã bị đi uống vào
làm cái được cày cho mày à? Mày cứ đi nghe vào lừa thôi. Tôi thấy tiền rồi. Tôi đã bảo tôi không bao giờ mày đi về nhà mày cô. Tôi chưa làm đến có tiền đâu biết mày ai đâu mày cứ nói. Uống uống mà nó tỉnh như thế tỉnh. Uống đi. Thế chưa uống sao phải cổ một cái thì bảo nó tỉnh luôn đâu mà nhanh quá. Với bao giờ thì tỉnh? Không nói là cho uống cái thuốc của nhiều đấy về thì không cần nhà mày mấy hôm rồi bắt đầu nó đi xin sự với mày là nó về cái này thôi. Thì bây giờ nó chỉ một hai hôm nó bắt đầu nó tỉnh chứ. Em thì xong rồi thế nào rồi hả? Mày có tỉnh ra được thế nào chưa? Mày. 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 Thì tỉnh thế nào chưa? Lúc nó tỉnh là nó biết ngay cái bà đấy bảo với tôi tao bảo bà có mang về thấy mà không tỉnh xuống đây hết bao nhiêu tiền dạy lại sao vậy em đấy bây giờ vẫn ấy đâu như wow, không phải mở cái thằng này ta đã nói như vậy rồi mày không nghe không biết sao mày cứ sốt ruột nhỉ tôi mới ấy là tỉnh ta đã chứ người ta đã tin tưởng ta đã đi lấy về chứ rồi mày lại không tin tưởng nữa em ơi bà mua cái này nước này mua hay là bà cho uống bùa thêm nước giải bùa hay bà là cho uống bùa thêm tao nói cho mày nghe nhá nếu không phải nước giải bùa nhá tao lấy ra ra cắt cổ ra đúng chưa bà nhớ một bà được mà nó tỉnh thì mày làm sao với tao đấy là trách nhiệm của bà rồi chứ chả thể làm sao cả thế tao đã đi lấy hết như vậy rồi làm sao mày về mày cứ nghe là không phải thì có phải sao bây giờ không chưa ấy không nói em không đấy thấy chưa kêu đau đầu thấy chưa em mày tỉnh chưa anh này không biết nó đi mày bất tại cho nó bảo nó nằm đi xong là lúc nó tỉnh là nó ra rồi biết ngay biết như vậy không mày bỏ hết tao cho nó bảo trong phòng nằm liệu nó phải chui nước này buồn thật không bà bắn ra không biết bà có nhưng mà chị cũng thấy có ấy em chưa thấy hiện tượng gì cơ bà ấy lừa này mẹ cái thằng này mày cứ bảo ai lừa mẹ cái thằng này mày biết cái gì mày cứ nói mày biết cái gì mày cứ nói tao đã thích cái mày lắm rồi thì bây giờ mày cứ bảo cái lừa mày để tao ra được mày thích ngớ mồm không hả mày thích ngớ mồm không hả mày thích ngớ mồm không thằng chó này mày thích ngớ mồm không tao không ăn can được không tao không đánh mày là may rồi đấy ngớ mồm thế ngoài có tỉnh không? Bao giờ thì tỉnh bà nói rõ thế nào? Tao đã nói không là cứ nay mai xong là bà cứ bảo là nay xong là mai tỉnh ai biết được nào một lần. Thế tỉnh hay không là bây giờ là phụ thuộc ở nhà người ta làm thì tao cứ làm được đâu mà. Không phải phụ thuộc mọi khi tao thấy là. Cái đấy bà phải biết chứ bà đi làm chẳng nhẽ bà không biết tôi biết à? Tao cũng hỏi họ rồi họ bảo vậy thấy bảo người ta bảo là tan đan là quay lại được lại cần tỉnh rồi. Bao lâu thì không biết được chưa biết trước mà nói được. Còn bây giờ người ta đã tan đan người ta. Mày nha mày cứ chuẩn bị đi ngoài tỉnh lại đi mày. Mày không ra bằng tao đâu, giờ là tao cho uống nước giải bùa rồi. Trước sau gì ngoại tỉnh thôi, mày cứ chuẩn bị tâm lý đi. Đấy, mày đúng làm chưa? Mày làm khổ cho tao, làm khổ cho tao nhá. Mà nó tỉnh lại. Đấy, giờ bà Nga không theo mày nữa đâu. Tao nói trước vậy. Mày giờ mày không có lại đâu, mày chuẩn bị đi. Chuẩn bị tinh thần đi. Ai mày lừa tao là hết bao nhiêu tội cho phải gánh ở trên đầu. Tiền đưa cho bà ai tiêu? Tiền đưa cho bà mày nhá. Đưa cho tao được đáng là bao nhiêu? Vài cái lô vấn đề léo bộ anh làm cái gì? Bây giờ ôi cháu ơi, tao ơi, như vậy là... đấy, bây giờ bà anh sai lẻ ra, bây giờ mình lại cãi nhau đây. Bà đi vào xem hoài thế nào xem nào. Bà đi lấy bùa lấy bạc xong bây giờ làm khổ cháu tao. Đúng vậy. Mày đấy. Ngủ nó mồm.